mua đi. Con này cũng đặt xuống đây. Mua đi. Đây con nữa này. Con nhỏ. Đây con nữa. Đây con nữa này. Đấy, con này này. Con nhỏ, con to này. Con này còn non đúng không? Con này là cùng họ với con này. Con này là con đực. Nhìn chờ nhìn nó bè ra này. Con cái nó to hơn. Nó mổ đấy, cẩn thận đấy. Này em test thử tay đi. Cho. Nó mổ đâu đây? Tên con này là con gì? Diều hâu à? Diều hâu à? Con này là diều hoa miễn điện. Diều hoa miễn điện. Chính xác nó là như thế. Nó có vào trong sách đỏ không anh? Có sách đỏ. Bây giờ mà nuôi bọn biết là nó bắt. À thì thả đấy. Bây giờ thì làm sao mang được về? Phải đâu bá, con này con đấy. Phải đâu. Tôi mua cá. Ừ, sách đỏ rồi, anh lấy mạng xem ra sách đỏ rồi. Sách đỏ rồi, bây giờ ông kiểm lâm bắt nó biết nó thế. Tu sách đỏ. Đây là sách đỏ. Thế thì thả đi anh. Chim này là chim di cư chứ không phải chim ở đây đâu. À thế á. Là tháng 3 cái anh bắt một đôi nhưng mà con đực về không ăn. Nó bắt được con này ăn rồi, con này em về một tuần. Con cái ăn. Sợ rồi, đây. Anh cua cua cái đầu nó không phải nó giống kiểu kim bồ ấy. Đầu nó không bao giờ di chuyển thế nào. Chim gì? Diều hâu. Con này anh bắt 1 triệu. Đấy. 1 triệu. 1 triệu là rẻ. 1 triệu là rẻ bảo. 1 triệu là rẻ rồi. Con này diều hâu chưa? Mới đầu mình cứ không biết là anh không có bị lỗi gì. Mổ luôn đấy nhỉ. Con này anh bấy anh. Bấy úp về là bấy thòng. Úp thòng nữa chân nó đã bị xước rồi. Con này bấy ở đâu được anh? Bắt cá, bắt cá. Chiều hâu nhá. Đây cho nó bị sức kia đâu. Chờ chi. Con này đã bắt được cả gà, cả nhiều nhá. Mua nhá, con này 1 triệu con này này. Đấy, con này cánh là nó mổ đấy. Con này ui giời. Đấy. Ôi trời ơi, bay. Về cho nó tắm phát là 7 mét. Con chiều hâu. Anh con này mấy bằng mét à? Mẹt, mấy mẹt á? Con này em cũng mấy bằng mẹt mà. Diều hâu. Mấy bằng mẹt nó mới không bị thương chứ. Con này to lắm rồi. Căng lắm nó chỉ bằng lông thôi. Con lông à? Lông thì mình chạy ra nó lại con này nuôi được mấy năm rồi. Loại lông. Bây giờ về xịt cho nó tắm mát là ok ngay. Ok nhỉ. Người hôm nay về xịt nước xong mình lại lau kéo ra lông con này. Này về vứt được cái chậu nước tắm như vịt thế. Con này là thời xưa nuôi nhiều lắm, nó bắt gà mà. Con này nhiều. Con này bắt gà con này. Cầm đây, anh cho mà xem ảnh của con của anh như là đây để cho hai to câu mới quay cho đấy. Có hai con này. Hai con này, hai con này. Quay nó đẹp hơn. Mổ mắt, mổ tay. Mổ mắt đấy. Giống sao vậy? Cẩn thận đấy, nó mổ đấy. Thế anh ơi, hai con bây giờ còn một con à? Ui giời. Con này của em. Thế thì là hâu rồi, đầu hâu này. Đầu rừng luôn. 1 triệu nha, anh em đến mắt là giá là 1 triệu đồng, quá rẻ luôn. Thế là cũng xong rồi. Mắt nó ngỏ nó ghê chẳng. Nó nhìn em này, chuyên chưa? Cầm mắt nó ra. Có rất nhiều mắt kỳ thì chưa thấy bao giờ. Mà cũng như bản thân mình chưa thấy bao giờ ấy. Thế con đại bàng nó là con khác à? Không phải con này đâu. Chắc đại bàng rồi. Đại bàng chắc nó to hơn con này. Con này ở trước nó khai bắt gà mà. Này một cân 3 các bạn nhé, cân 3 nặng phết con này. 1 cân 3 1 triệu cánh nhá. Nó thẻ lưỡi ở cái này nó khát nước sao nhỉ? Rất nhiều anh em hiếu kỳ khát đâu, nó nhìn thấy người nó sợ nó à nó dọa nó to nhỉ, nên gặp con người to ấy. Giang quả cánh ra chắc là đi bao nhiêu phiên chợ rồi, hôm nay là phiên đầu tiên là gặp con diều hâu to như này. Con ở dưới này. Con này bán bao nhiêu tiền hả? Hả? Con mà. Con bé này mà. Con này 500 thôi. Con 500 à? Bé nhỉ. Con này nó là con khác, không phải con nuôi nhiều hơn nữa. Con này là con chân đỏ. Đấy con này lúc nào lâu mới gặp đấy. Không phải lúc nào cũng gặp đâu nhỉ. Lúc nào làm con này về nuôi bé bé này. Cái này xích không được bao lâu đâu mà. Thank you.
chim chọi đấy. Con này con mái mái thuần. Mái... À thuần. Mái già thuần. Con này bao nhiêu? Sao bảo là mất ngón rồi. Con là 500. Bị mất ngón rồi. 500. Chiến đấu.
buồn quá lắm. Con gà trọi ấy. À thế ạ. À.